Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự ngày 16 tháng 3 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Sau đây là nội dung chi tiết. Năm 2024, Chi cục thuế khu vực Lạc Sơn, Yên Thủy được Hội đồng nhân dân tỉnh giao dự toán thu ngân sách nhà nước gần 217 tỷ đồng, trong đó thu từ thuế phí gần 117 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất là 100 tỷ đồng. 3 tháng đầu năm 2024, thực hiện thu ngân sách nhà nước trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, các nguồn thu bị suy giảm khi thực hiện các chính sách miễn giảm và gia hạn thời hạn nộp thuế. Tuy nhiên, ngay từ đầu năm 2024, Chi cục thuế khu vực Lạc Sơn Yên Thủy đã triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Tính đến hết quý 1 năm 2024, Chi cục thuế khu vực Lạc Sơn Yên Thủy thu ngân sách nhà nước ước đạt 65 tỷ đồng, đạt 30% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, trong đó thu tiền sử dụng đất đạt 32 tỷ đồng, còn lại thu từ thuế phí và một số khoản thu khác. Để phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2024, Chi cục thuế khu vực Lạc Sơn Yên Thủy tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức đấu giá đối với các dự án có thu tiền sử dụng đất, tăng cường công tác đôn đốc thu hồi nợ thuế, theo dõi chặt chẽ các nguồn thu, thường xuyên kiểm tra rà soát, đánh giá, phân tích làm rõ nguyên nhân khoản thu còn thất thu, tăng cường công tác quản lý thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh nhằm chống thất thu. Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản gửi các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc công bố lãi suất cho vay. Đến nay, các tổ chức tín dụng đã cơ bản công bố thông tin về lãi suất cho vay theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, một số tổ chức tín dụng vẫn đang trong quá trình triển khai thực hiện việc công bố lãi suất cho vay. Vì vậy, để thực hiện đồng bộ có hiệu quả việc công bố lãi suất, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện việc công bố lãi suất cho vay bình quân, chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân, lãi suất cho vay các chương trình tín dụng, gói tín dụng và các loại lãi suất cho vay khác, nếu có, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng gửi đường dẫn của chuyên mục công bố các loại lãi suất trên về Ngân hàng Nhà nước trước ngày 1 tháng 4 năm 2024. Trường hợp tổ chức tín dụng thay đổi đường dẫn thì phải cập nhật trong vòng 2 ngày làm việc với Ngân hàng Nhà nước. Ngày 15 tháng 3, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Thương mại Định Nhuận tổ chức trao học bổng cho 8 em học sinh sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh. Trong đó có một suất học bổng trị giá 1 triệu đồng một tháng, hỗ trợ từ tháng 2 năm 2024 đến khi tốt nghiệp và 7 suất học bổng trị giá 500.000 đồng trên 9 tháng, hỗ trợ trong vòng 5 năm. Từ đầu năm đến nay, Hội Khuyến học tỉnh đã phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp, nhà hảo tâm, hỗ trợ cho gần 400 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo trên toàn tỉnh. Qua đó nhằm kịp thời chăm lo, động viên khuyến khích các em học sinh, sinh viên vươn lên trong học tập, đồng thời khẳng định sự quan tâm chăm lo của hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ khuyến học và cộng đồng xã hội dành cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, từ đó góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí học tập cho các em. Ngày 15 tháng 3 năm 2024, huyện Lạc Sơn đã tổ chức gặp mặt các nghệ nhân, các nhà nghiên cứu sưu tầm sáng tác thực hành và viết báo chí truyền thông về công tác bảo tồn văn hóa truyền thống trên địa bàn huyện Lạc Sơn Xuân Giáp Thìn 2024. Hiện nay trên địa bàn huyện có một nghệ nhân nhân dân, 8 nghệ nhân ưu tú đã được nhà nước công nhận, một câu lạc bộ mo mường cấp huyện với trên 50 nghệ nhân thực hành mo mường, 8 câu lạc bộ hát thường rang bộ mẹ cấp xã với trên 300 nghệ nhân hát dân ca, 3 câu lạc bộ thơ ca. Với niềm đam mê văn hóa truyền thống dân tộc, các nghệ nhân, các nhà nghiên cứu sưu tầm văn hóa trong huyện đã không ngừng tìm tòi nghiên cứu sáng tạo, phản ánh sinh động đời sống văn hóa xã hội, đặc biệt về văn hóa vật thể, phi vật thể trên địa bàn. Từ đó tìm ra và phục dựng những giá trị văn hóa dần bị mai một. Việc tổ chức gặp mặt là dịp để biểu dương động viên khích lệ các nghệ nhân, nhà nghiên cứu sưu tầm sáng tác, báo chí làm công tác bảo tồn văn hóa truyền thống, giới thiệu về tiềm năng thế mạnh phát triển văn hóa, thể thao du lịch. Đồng thời cũng là dịp để các nghệ nhân, nhà nghiên cứu trao đổi, bày tỏ tâm tư nguyện vọng, có những ý kiến quý báu, đóng góp vào sự nghiệp giữ gìn và bảo tồn nét văn hóa truyền thống độc đáo của dân tộc Mường. Từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 3, Tổ công tác chỉ đạo thực hiện điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra, hướng dẫn sử dụng thiết bị và phần mềm điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.
các đại biểu đã được phổ biến triển khai phương án điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, tập trung vào những nội dung chủ yếu như thông tin về nhân khẩu học của các thành viên hộ, thông tin về di cư, giáo dục hôn nhân lịch sử sinh của nữ từ 10 đến 49 tuổi, thông tin về người chết của hộ, nhà ở và điều kiện sống của hộ, đồng thời giới thiệu phiếu điều tra, một số lưu ý trong quá trình thu thập thông tin, xử lý và sử dụng số liệu điều tra, hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm CAPI. Thời gian thu thập thông tin bắt đầu từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 4 năm 2024, áp dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp thông qua hội nghị tập huấn nhằm giúp các đại biểu nắm bắt đầy đủ thông tin, trang bị kiến thức cơ bản, trao đổi những khó khăn vướng mắc, cách khắc phục trong quá trình thực hiện để đạt hiệu quả đúng quy định. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay cùng với việc đảm bảo hoàn thành chương trình dạy theo đúng thời gian quy định, các trường trung học phổ thông trong tỉnh còn đặc biệt chú trọng đến công tác hướng nghiệp, giúp các em học sinh lớp 12 lựa chọn đúng ngành nghề, phù hợp với điều kiện của cá nhân và nhu cầu thực tế. Em Phạm Nguyễn Thảo Vi, học sinh chuyên văn của trường trung học phổ thông chuyên Hoàng Văn Thụ, thành phố Hòa Bình, đang ở giai đoạn nước rút, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và bước vào đại học. Vi chia sẻ, với mong muốn có thể trở thành một giáo viên, ngay từ đầu năm lớp 11, em đã dự định đăng ký vào trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Do đó, Vi đã chủ động tìm hiểu thông tin tuyển sinh đào tạo của trường. Chúng em đã được các thầy cô tận tình chỉ bảo và được hướng dẫn học tập và định hướng từ năm lớp 10 rồi ạ. Để có thể đạt được cái mục đích và cái mục tiêu mong muốn vào trường mà mình mơ ước thì chúng em đã phải cố gắng học tập và rèn luyện từ rất lâu để chuẩn bị có một cái hành trang thật là tốt cho cái kỳ thi sắp tới. Chúng em là khóa cuối của chương trình cũ nên là tất cả các bạn học sinh lớp 12 trên cả nước thì đều mong là bản thân sẽ có một cái kết thúc cho 12 năm học thật là rực rỡ. Và đến tầm này thì là các thầy cô cũng đang đẩy nhanh cái tiến độ để có thể ôn tập cho các em, chuẩn bị cho các em kiến thức và kỹ năng tốt nhất để có thể tự tin tham gia vào kỳ thi sắp tới. Các học sinh của lớp tôi chủ nhiệm thì đều đã lựa chọn được những cái ngôi trường phù hợp với năng lực cũng như là cái đam mê của bản thân. Và tôi tin là khi mà đã lựa chọn được đúng cái trường mà mình thực sự khao khát, mong ước có thể trở thành sinh viên thì các em sẽ rất là quyết tâm và cố gắng phấn đấu để có thể ôn tập hiệu quả trong cái giai đoạn nước rút này. Các quy định của kỳ thi năm nay cơ bản giữ ổn định như năm trước, chỉ điều chỉnh một số điểm về mặt kỹ thuật để bảo đảm thống nhất trong quá trình tổ chức thi cho phù hợp với từng địa phương. Hiện nay toàn tỉnh có trên 30 trường trung học phổ thông. Đến thời điểm này, các trường trung học phổ thông đã và đang ôn thi tốt nghiệp cũng như định hướng nghề nghiệp, chuẩn bị cho kỳ thi đánh giá năng lực. Để công tác ôn tập cho học sinh lớp 12 đạt hiệu quả, các trường tập trung rà soát, phân loại học sinh khối 12 theo các nhóm đối tượng để có phương án ôn tập phù hợp, đảm bảo hoàn thành chương trình dạy theo đúng thời gian quy định, thực hiện dạy đúng dạy đủ chương trình, bám sát yêu cầu chuẩn kiến thức và kỹ năng. Nghiên cứu giúp học sinh làm quen với các bộ đề thi minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra. Học sinh của nhà trường khối 12 thì có 155 em học sinh. Thì từ đầu năm thì nhà trường đã triển khai cái công tác ôn thi tốt nghiệp cho các em. Thì đến giờ phút này thì cái chương trình thì các em cũng đang thi vào thi giữa kỳ. Ở nhà trường tổ chức thi thử cho các em 3 lần để đánh giá cái chất lượng, để có cái kế hoạch ôn tập. Trong các giờ chào cờ thì nhà trường cũng đã tuyên truyền đầy đủ cho các em về cái định hướng nghề nghiệp. Thì về cơ bản thì các em cũng nắm được cái định hướng nghề nghiệp của mình và với cái khả năng của mình cho cái nghề nghiệp của mình sau này. Chỉ còn hơn 3 tháng nữa, cùng với học sinh cả nước, các em học sinh khối 12 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Nhờ được sự hỗ trợ từ gia đình, thầy cô, tư vấn hướng nghiệp, các em đã sớm lựa chọn cho mình một hướng đi phù hợp với năng lực và sức học, nên tâm lý của nhiều em thoải mái hơn khi chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng. Thưa quý vị và các bạn, sau một ngày lao động mệt mỏi, ai ai cũng muốn được trở về bên mái ấm gia đình, được cùng ăn bữa cơm gia đình ấm áp. Đó là giá trị tinh thần lớn lao. Bởi ở đó, mỗi người có thể cảm nhận được sự sum họp, tình yêu thương, sự sẻ chia của mỗi thành viên trong gia đình dành cho nhau. Phần cuối bản tin thời sự, mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận không khí ấm áp, yêu thương qua ghi nhận của phóng viên thời sự.
hội thi Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương năm 2024, một hoạt động được Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức với sự tham gia của 56 công đoàn cơ sở. Mỗi đội thi đã mang đến một mâm cơm gia đình. Mâm cơm đó thể hiện sự khéo léo của người phụ nữ trong việc chăm sóc gia đình qua bữa ăn, để mỗi bữa ăn thực sự là những giây phút mong chờ của các thành viên trong gia đình. Bằng những cái sản phẩm ô cốp của tỉnh Hòa Bình thì công đoàn sở giáo dục đã chế biến ra những cái món ăn mà rất là gần gũi, mang đậm cái bản sắc quê hương. Qua cái hội thi này thì là có thể được tham gia và được giao lưu với các đơn vị đồng bạn để từ đó thể hiện cái món ăn của mình, gửi gắm những tình yêu thương vào món ăn và từ đó có thể về với gia đình gắn kết những tình cảm vợ chồng giữa bố mẹ và gia đình và con cái. Hiểu được truyền thống ý nghĩa của bữa cơm gia đình là nơi gắn kết các thành viên lại gần nhau hơn. Nhiều công đoàn viên là nam giới vẫn tranh thủ thời gian để cùng tham gia với chị em đồng nghiệp trong cơ quan, để cùng chia sẻ niềm vui, học hỏi thêm cách chế biến các món ăn trong cuộc sống hàng ngày. Để từ đó thấu hiểu và giúp đỡ vợ những lúc rảnh rỗi. Điều đặc biệt là để cùng nhau cảm nhận được những giá trị của tình thân trong không gian ấm cúng gia đình, nơi khởi nguồn nuôi dưỡng hạnh phúc và những giá trị của tương lai. Công đoàn thanh tra tỉnh đã bỏ ra rất nhiều công sức và tâm huyết để đạt được một cái kết quả là một cái bữa cơm gia đình thật là ấm áp, có đủ chất dinh dưỡng dành cho các thành viên trong gia đình. Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương sẽ luôn ở trong mỗi gia đình, bởi hơn hết với người Việt Nam, bữa cơm chính là chiếc gương soi phản chiếu hạnh phúc của một gia đình. Trong cái hối hả của công việc và lo toan tất bật của cuộc sống, những giây phút gia đình ở bên nhau càng đáng trân trọng. Vì vậy, việc duy trì bữa cơm sum họp mỗi ngày là điều cần thiết, là một nét văn hóa truyền thống rất cần được gìn giữ và phát huy. Chúng tôi tổ chức cái bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương năm 2024 để giúp cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong các cơ quan đơn vị trực thuộc đảng ủy khối cũng như là cán bộ đoàn viên mà trực thuộc công đoàn viên trước tỉnh để giúp cho các chị em là phát huy cái vai trò của mình trong gia đình, đồng thời là thông qua cái bữa cơm gia đình để gắn kết các cái thành viên trong gia đình. Ngoài kia, cuộc sống vẫn ồn ào trôi qua mỗi ngày. Gia đình sẽ luôn là tổ ấm bình yên hạnh phúc nhất để mỗi người tìm về. Dù bận rộn thế nào, cũng hãy dành thời gian cho những người thân yêu bên những bữa cơm gia đình, cùng nhau thắp lên ngọn lửa ấm áp, nuôi dưỡng hạnh phúc bền lâu. Phòng chống lừa đảo trên không gian mạng. Chi tiết nội dung sẽ có trong chương trình thời sự 19:45 tối hôm nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Tiếp ngay sau đây như thường lệ sẽ là bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay. Dự báo thời tiết tỉnh Hòa Bình. Khu vực thành phố Hòa Bình nhiều mây không mưa, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực phía Nam tỉnh nhiều mây có mưa nhỏ rải rác về đêm và sáng, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực phía Tây tỉnh nhiều mây có mưa nhỏ rải rác về đêm và sáng, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ.